Chào mừng anh em quay trở lại với Mê Xe. Và ngày hôm nay thì lại là mình đây với chiếc Nvix 125 quen thuộc. Sau khoảng hơn một năm một chút sử dụng và gần 20.000 cây số để review lại, để xem rằng là nó có còn lại những cái gì hay ho không. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu nhá. Trước tiên thì có lẽ là mình sẽ đến với cả những cái điểm tích cực trước đây nhỉ. Bởi vì là dẫu sao thì cũng xe mình chọn mà. Thì trong hơn một năm qua sử dụng cái chiếc xe này, mình vừa mới có xe Modo thì đi được hơn 18.000 cây rồi, thì thấy rằng là nó có khá là nhiều ưu điểm. Đầu tiên thì phải kể đến cái khả năng vận hành của nó. Quả thật mà nói thì ở những cái nước ga đầu, con xe này nó cho một cảm giác nó rất là đầm chắc. Và bởi vì là nó được trang bị cái công nghệ van biến thiên VVA, vậy nên là trong cái giải tốc từ khoảng 55-56 km/h cho đến khoảng 80 km/h ấy, kéo lên là cực kỳ phê luôn. Mình hay đi đường về quê, đường Senco 5 ấy, đóng con này tầm 70-80 thì nó phải gọi là mắc ba lê. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy thích nhất về cái khả năng vận hành của nó. Cái điểm thứ hai đó chính là cái con Nvix này ấy, thì nó có một cái cốp rất là rộng. Đây này, anh em có thể thấy ấy, cốp này để được rất là nhiều thứ luôn. Mình đi về quê hay là đi quay các thứ thì để được cực kỳ nhiều đồ ở trong này. Thậm chí là khi mà đi quay thì còn để được cả một cái chân máy ở trong cái cốp này cơ. Có một cái điểm tích cực nữa, đó chính là về cái phần đồng hồ hiển thị này. Theo dạng màn hình LCD, nhìn cực kỳ là rõ ràng các thông tin, và đặc biệt là có giờ nữa. Đấy, mình không phải là rút điện thoại ra xem giờ khi mà đi đường nữa. Tuy nhiên thì cái mặt đồng hồ này thì nó có một cái điểm yếu, đó chính là khi mà các bạn đi ở dưới trời nắng gắt kiểu mùa hè ấy, thì nó sẽ hơi bị chói một chút. Ngoài ra thì như ở video trước mình đã chia sẻ rằng là mình mới bị mất Smart Key ở trên con Nvix này. Vừa rồi mình đã vừa làm mất cái remote của cái Smart Key của chiếc xe này. Thì đây cũng là một điểm cộng nữa luôn. Bởi vì là cái Smart Key ở trên con Nvix này thì được tích hợp tất cả ở trong một cụm bên dưới. Rất là tiện để các bạn có thể sử dụng luôn. Tiếp theo có thể kể đến thì đó chính là cái dàn chân của con xe này. Thì nó to bản hơn so với cả những con cùng phân khúc. Như kiểu là con Everest thì dàn chân nó sẽ không thể nào mà được kiểu là hầm hố được to như kiểu con Nvix này. Thì thứ nhất là nó mang lại cái lợi thế về cái mặt nhìn đi, trông đã đẹp hơn rồi. Cái thứ hai là với một cái bánh to thế này thì mình cũng thấy rằng là xe nó cũng có đôi chút bám đường hơn, đi nó đầm hơn. Tuy nhiên thì mình đánh giá rằng lốp zin của con Nvix này thì nó không thật sự là xuất sắc. Nó vẫn sẽ hơi bị kiểu cảm giác trơn trượt khi các bạn đi ở dưới đường trời mưa. Và đây là một cái điểm mà chúng ta sẽ phải chấp nhận, hoặc là thay một cái lốp gì đấy mà nó xịn sò hơn. Mình cũng đang định thay cái lốp ở trên con xe này của mình, bởi vì đi cũng được 18.000 cây rồi. Ngoài ra thì con 125 này khá là hay, đó là các bạn vẫn sẽ thấy được là chúng ta có một cái đĩa đọc ABS ở đây, nhưng mà lại không có mắt đọc. Đấy, nhìn khá là cay. Ngay ở cái phần này thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái giảm xóc trước của chúng ta trông nó cũng ra gì đấy, trông khá đẹp. Tuy nhiên thì cái hiệu quả mang lại khiến mình cảm thấy khá là thất vọng khi mà cái giảm xóc trước này thì nó hơi yếu. Đi qua những cái gờ giảm tốc kiểu hơi to một chút ấy thì sẽ cảm thấy rõ cái tiếng lộc cộc ở đây. Kể cả giảm xóc sau của con Nvix 125 này thì mình cũng đánh giá là không cao lắm. Ngồi ở đằng sau các bạn sẽ cảm thấy rõ ràng cái sự chênh vênh cũng như là cái sự xóc của nó. Và đi kèm với cả cái việc đó là không có tay dắt ấy, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị gãy cái miếng nhựa này. Khi mà nhiều người lầm tưởng là cầm cái miếng nhựa này thì nó chắc chắn có thể dắt xe đi, mà các bạn chỉ có hai cái hộp để mà dắt xe ở hai bên này thôi. Đây cũng là một cái điểm yếu mà nó khiến mình khá là khó xoay sở chiếc xe này ở trong một cái không gian hẹp. Ngoài ra thì Nvix cũng là một chiếc xe mà có cái phần chắn bùn nó chưa thật sự là ngon cho lắm. Ở đây thì mình đã mua thêm cái miếng chắn bùn này ở hãng này về rồi. Miếng này mình không nhớ, khoảng vài trăm nghìn đấy, chứ xe zin là không có đâu. Và thật sự mà nói thì kể cả lắp thêm ấy thì nó cũng chỉ là kiểu bớt bớt thôi, chứ đi ở những cái điều kiện trời mưa ấy thì bắn bùn vẫn rất là kinh khủng luôn, thậm chí là bắn lên hết cái phần yên đằng sau này. Một cái điểm trừ nữa của chiếc xe của mình đó chính là về cái phần đèn pha ấy. Thì các bạn thấy không, thiết kế thì đẹp, thế nhưng mà cái công suất chiếu sáng của nó thì mình thấy là không cao lắm. Khi mà đi ở đường xa buổi tối thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cụm đèn pha này hơi yếu. Và rất là nhiều anh em đã đổ lại cái đèn pha này để trông cho nó sáng hơn. Mình thì mình cũng đang có ý định là sẽ đổ lại cái đèn pha này, bởi vì là thật sự thì đi đường xa mà đèn hơi yếu này nó cũng hơi nguy hiểm. Ngoài ra thì cái phần đèn xi nhan này để cũng hơi ngu này. Đấy, để cái phần đèn xi nhan này thì trông nó không được dễ quan sát cho lắm và dễ bị các chú công an vẫy. Rồi là về phanh huyết các thứ của chiếc xe này thì nói chung là ổn. Anh em dùng cứ tầm khoảng vài nghìn cây thay má phanh ở đây một lần là được.
Mình thì mình cũng không nhớ là mình thay mấy lần, hình như là 1-2 lần gì đấy mà phanh. Và nó vẫn cho ra một hiệu quả rất là tốt. Tuy nhiên thì anh em nên lưu ý rằng là đi phiên bản 125 này thì nó chưa có ABS. Vì vậy nên là khi mà phanh thì nên nhẹ nhàng tí thôi, không là nó sẽ khá là dễ xòe. Mình cũng đã bị xòe ở trên con này một vài lần rồi, nên anh em thấy không? Xe ở xung quanh nó sẽ có những cái vết xước mà nhìn nó khá là khó chịu. Và có một cái điểm lưu ý nữa, đó chính là lúc mới đầu mua xe thì là mình cũng nghe đâu các bạn tư vấn ở cửa hàng là nên dán ni lông vào. Tuy nhiên thì sau khi dán vào thì biết là đấy là đúng là kiểu sai lầm cuộc đời luôn. Dán xong thì các cái vết xước nhìn nó rất là kinh luôn. Và bây giờ mà muốn bóc ra thì nó cũng không phải là chuyện gì dễ dàng, là phải đi sấy để mà phá hết keo của cái phần dán này đi. Nói chung là mình nghĩ rằng là cái tiền tháo gỡ nó còn đắt hơn cả cái tiền dán ấy. Nó là kiểu tiền cá còn quá tiền cơm luôn. Vậy nên là mình khuyên là anh em nào mà đang mua xe mới thì cũng không nên là dán ngay làm gì cả, hoặc là dán tem chùm luôn trông cho đẹp đi. Chứ còn dán cái ni lông này thì đấy, sau này bóc ra nhìn nó sẽ khá là xấu. Tiếp theo nữa về phần tiếng máy thì chiếc NX này cho mình một cảm giác nó có một cái máy rất là êm luôn đấy. Nếu như mà những cái chiếc như kiểu là Airblade ấy, sau khoảng 20.000 cây thì có thể là nghe thấy rõ cái tiếng lọc cọc ở bộ nồi của nó phát ra như kiểu là tiếng va đập kim loại. Thì với cả chiếc NX này thì mình vẫn cảm thấy cái độ êm của nó, mặc dù là chắc chắn rằng là khi mà kéo VVA lên thì nó sẽ hơi gào một tí thôi. Thế nhưng mà xét về độ êm thì mình vẫn đánh giá cao chiếc NX này hơn so với cả người anh em đó là Airblade. Chiếc xe này thì có một cái chiều cao yên khá là lớn. Vì vậy nên là những bạn mà có chiều cao khoảng 1m7 ngồi lên đây thì sẽ cảm thấy rằng là đây là một lợi thế. Giống như kiểu mình này, vừa to vừa béo cũng hơi cao một chút thì ngồi lên đây sẽ cảm thấy rằng là chiếc xe này nó sẽ tôn dáng mình hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà cái chiều cao của các bạn hơi khiêm tốn một chút thì sẽ thấy rằng là chống chân của con NX này nó sẽ không được thật sự là thoải mái cho lắm. Thì nó là vừa là một điểm cộng mà vừa là một điểm trừ nữa. Một điểm nữa đó chính là về cái khả năng tiêu hao nhiên liệu. Thì con xe mình đi này trung bình nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 lít 1 cho đến 2 lít 2. Khi mà đi đường hỗn hợp, nghĩa là thỉnh thoảng mình hay có về quê hoặc là lên đi phố này, thì nó chỉ loanh quanh tầm đấy thôi. Nói chung là tầm hơn 40 km trên 1 lít. Thì đây cũng là một cái mức mà tiết kiệm nhiên liệu, mình đánh giá là như vậy. Và đó là tất cả những cái chia sẻ của mình sau khoảng 18.000 km di chuyển trên chiếc NX 125 này. Và tổng kết lại thì chúng ta sẽ có những ưu điểm như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ có một chiếc xe hiện đại với đèn full LED, có smart key, mặt đồng hồ LCD rất là đẹp này. Rồi là chúng ta được trang bị công nghệ VVA bốc, cảm giác ngồi thoải mái. Và sau gần đấy cây số thì xe cũng đi rất là êm luôn. Lốp thì to bản, và đặc biệt là các bạn sẽ có một cái hộc để đồ ở phía trước mà có thể là có cổng sạc điện thoại 12V luôn. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó đó chính là về cái phần giảm xóc hơi yếu. Kèm theo đó thì là các bạn sẽ không thể nào đèo hàng cũng như là không có tay dắt xe. Và chúng ta sẽ có một chiếc xe mà có cái phần chắn bùn nó không được tốt cho lắm. Đây cũng là cái điểm mà anh em sẽ phải chấp nhận là sống chung với lũ. Vậy thì với những cái ưu và nhược điểm như vậy thì anh em thấy cái chiếc NX 125 này nó như thế nào ạ? Sau khoảng chừng đấy thời gian thì mình vẫn cảm thấy hài lòng đối với các chiếc xe này. Còn anh em thấy thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở ngay phía bên dưới comment. Và video đây cũng là hết rồi. Cảm ơn rất nhiều anh em đã xem tới đây. Đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như nhấn nút chuông để có thể theo dõi những cái video tiếp theo ở trên bên xe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.